Chào bạn nhé, hôm nay mình sẽ qua bên công ty thay cây. Cái này bị muỗi rồi nên phải thay cho khách. Để bên mình đang thay cây cho khách bên ABL, chỉ cần đặt cây vào chậu là xong. Không phải trồng chứ gì. Chỗ bà tốt thật. Tại thì những cái cây trúc mây bên ngoài kia thì đã đỡ ốm bệnh rồi, nhưng mà hôm nay thì mấy cây ở trong mây thì lại bị đây bọ rất nhiều này, bọ rất chi là nhiều luôn, lại bị thêm bệnh nữa ở đây nữa. Lại bị bệnh này, thối hết này, không có rất nhựa sống ở cây này, thối. Cái này cũng bị ít hơn. Tôi hành hạ chúng mình lại phải lấy thuốc lại bơm lại tiêm thuốc thêm cho cây thôi. Hiện tại thì 4 cây trúc mây hôm trước thì hiện tại mình đã qua kiểm tra thì các cây đã khỏi rồi, các cây đỡ rồi. Nói chung là đã khỏi rồi nhưng mà chẳng có lá hơi xấu tí, bên mình đang cố gắng cắt tỉa cho các cây nó đẹp hơn. Đấy. Để xem sự thay đổi. Mà hôm trước mình qua là hôm đấy là mình qua là hôm thứ bảy, thì hôm nay mới là hôm thứ hai thôi mà các cây nó đã chuyển biến tốt này. Mình nhìn này. Đẹp chưa? Xanh luôn, không già, không cháy. Đó. 4 cây lận, hiện tại mình đang có cắt và chuyển lại vào phòng cho khách. Những cái lá bệnh trước thì sẽ phải xử lý hết đi, nó sẽ không thể ấy lại mà nó sẽ già hết đi. Sẽ cắt lại và nó sẽ mọc lại lá. Tẻ luôn cho khách hàng cơm luôn khá lại đẹp lại. Hôm nay bên em có đi thay cây thì có một số các cây bây giờ nó đang bị cuốn sâu cuốn lá và sâu đục thân. Qua lại gần đây nhìn này, các cây bây giờ nó đang bị trắng rồi, làm tổ. Đây là cây ngọc ngân. Mùa này sâu bệnh khá là nhiều, bây giờ các cây nó đang càng này. Nó không rũ cây dần nhưng mà cây lá nó sẽ bị thối dần. Đây là các cây trồng bà. Chào cô. Đất. Cây này. Đây còn bọ. Chào bà đều bị. Ngọc ngân cũng thế, bị trắng hết cả một cái luôn. Trong đó có cả cây trúc mây cũng thế. Mùa này thì bên em mới hôm nọ cũng như với các video trước thì bên em có nói qua về cây trúc mây của bên kia. Và bên này
cũng đang bị đây, các cái đất sâu ăn dễ rất là nhiều. Lá bây giờ đang càng ngày bị sâu ăn rồi, nó đang cháy dần rất là nhiều, bị cháy dần. Cái này thì bình thường nó không vấn đề gì. Các cái đây, cái này như là cái lá để chơi bài nó hút hết nhựa rồi. Đây, các cái lá bây giờ nó đang bắt đầu chuyển hết đổi chuyển sang màu. Cây nó sẽ không chết ngay mà nó sẽ mất hết nhựa xong rồi chết rũ dần. Cây cho những cây nào ra cho ra đi. Quay cái đéo gì? Cây bạch mã này. Mã. Cái này thì có cây chầu bà. Cây chầu bà. Cây ngọc ngân. Ba cây ngọc ngân, một cây trúc, cây ngọc ngân ở góc này, nỗi hổ, cây nan ý này, đó, chầu bà ngọc ngân. Mấy cây trong kia của chị có bị không?